Rồi mình thường bay vào lông như thế này. Này lên này đấy, mà phải quen mùi cái chỗ này, trèo mãi chuyển đéo nhảy luôn vào lồng bởi vì hạ xuống lại lên. Chê chưa? Sao không lùi xuống dưới tí đi? Lùi xuống tí đi. Ơ cái gì thế này? Đã sập đéo đâu sao nó không ra. Lùi xuống dưới một tí cái cầu nó đứng ở trên góc thế sập làm sao được. Ôi nhìn nó mắc cái đéo này. À. Anh chưa sập nhưng nó bị mắc cái gì. Hình như nó rút mẹo vào giữa lưới rồi các cụ ạ. Nhớ không nhầm nhưng nó chui ra giữa hai cái vanh. À, tôi nhìn giống lắm. Như kiểu nó lách được giữa vào hai cửa lưới. Phải không nhỉ? Đúng thật. Một con điên chui mẹo ở giữa lưới. Sập nó ra. Thôi thua. Thôi rồi để ra tình hình gỡ nha. Tầm này mà sập cửa lưới nó ra.